Vâng, ngoài không ăn nhai được ấy thì chú còn có vấn đề gì nữa không ạ? Khó, nếu không ăn nhai được thì chú bị đau lên đến thần kinh và đau đầu, mà nhiều lúc cũng khó chịu lắm, không muốn làm những công việc, Vâng. và hiện tượng có bị đau dạ dày, Thế ạ? Thỉnh thoảng lại thỉnh bắt thoảng đầu thấy đau vùng dạ dày. đau vùng dạ dày. Vâng ạ. Vâng. Thì như là chú biết đấy, thứ nhất là về răng thì chú lại có cái tình trạng ở bên này thì mất hết răng. Nhưng ở bên này thì các răng thì còn nhưng mà nó lại bị vỡ. Thế cho nên là nếu mà xét về chức năng ăn nhai ấy thì các cái răng đối nó lại cũng không có gặp nhau để ăn nhai được. Mà cái răng hàm của mình thì mới làm chức năng là nghiền nát thức ăn, còn ở vùng răng cửa là chỉ là cắt thôi, cắn thức ăn thôi. Thế cho nên là cái thức ăn của mình nó không bị nghiền nát, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là đau dạ dày hoặc thậm chí là tiêu hóa bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là các răng còn lại cũng có các cái bệnh lý, rồi thì mình bị dắt thức ăn, rồi quá trình tiêu xương, rồi viêm nhiễm. Thậm chí là ở trên cái phim này mình cũng có thể nhìn thấy là cái màng xoang đâu đó bị ảnh hưởng. Đấy chính là cái nguyên nhân mà chú đau ở hàm này, đau ở khớp thái dương hàm này, thậm chí đau đầu. Thế còn đương nhiên là vì một cái thời gian rất là kéo dài mình không được cung cấp đủ cái năng lượng cho nên là mình cũng sẽ bị mệt mỏi, thậm chí là có những người là có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Đó. Thì trong các cái răng này vì mất lâu cho nên là nó đã có hiện tượng thòng xuống. Các răng này đã có cái hiện tượng là hai bên đổ vào cái bên mà cái răng bị vỡ. Rồi thì ở răng bên này thì cũng đã bắt đầu có sự tiêu xương ở cái bên cạnh và các cái kẽ răng bắt đầu rộng ra nhiều. Thì những cái kẽ răng mà bị đổ, bị nghiêng, bị hở ra nhiều thì dắt thức ăn càng làm cho những cái răng thật này lại bị bệnh lý nhiều hơn. Đó. Thế chính vì vậy là chúng ta sẽ mất răng, dù một răng hay nhiều răng thì mình cắm ngay răng mới. Tại vì là một là trồng răng ngay thì không ảnh hưởng đến răng bên cạnh, cũng không ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể. Và thứ hai nữa là mình trồng sớm thì mình sẽ việc trồng răng sẽ đơn giản. Còn nếu mà mình để nó nhiều vấn đề rồi, thậm chí có những người là bị sập khớp cắn, nghĩa là những cái răng này nó đã chùm hết xuống dưới cái khoảng mất răng rồi thì nó sẽ khó khăn. Và cái vấn đề thứ ba quan trọng nhất là càng để thì cái xương hàm này càng tiêu nhiều này, thì mỗi một lần tiêu nhiều như vậy thì cái việc trồng răng nó lại khó khăn hơn.